Lúc nào là thời điểm lý tưởng phù hợp để mẹ bầu tập yoga nhỉ? Câu trả lời của Ngọc Anh là mẹ hãy tập yoga sớm nhất có thể. Có thể là một số mẹ chưa tập yoga bao giờ thì lo lắng rằng là trước đây mình chưa tập thì bây giờ nếu bắt đầu tập thì sợ rằng mẹ sẽ không theo được các bài tập. Nhưng đừng có lo, Ngọc Anh có chuẩn bị cho các mẹ những bài tập cơ bản đơn giản dành cho những mẹ mà chưa tập bao giờ. Từ những cái tuần thai đầu tiên mẹ vẫn có thể tập được. Nên là hãy theo dõi kênh Kona Yoga để tìm ra nhiều hơn những bài tập để giúp cho các mẹ phù hợp với từng cái giai đoạn trong quá trình mang thai của mẹ nhé. Và ngày hôm nay cũng vậy, sẽ là một bài tập yoga cơ bản rất là đơn giản dành cho mẹ bầu mới bắt đầu tập luyện yoga. Nào, mẹ hãy trải thảm ra và làm quen với bộ môn yoga qua bài tập ngày hôm nay với Kona Yoga nhé. Hãy ngồi khoanh chân ở trên thảm của mình đi nào. Thả lỏng phần mông của mẹ sang hai bên. Mẹ có thể lắc lư nhẹ nhàng như thế này để phần mông của mẹ được giải thoát một cách thoải mái nhất. Rồi mẹ đặt hai tay lên đầu gối, thả lỏng cả hai vai và giữ cho lưng của mình luôn thẳng. Thực hiện. Hít sâu, mẹ vươn dài cằm của mình lên trần. Thở ra, mẹ cúi đầu xuống và nhìn vào bé yêu của mẹ. Hãy nói với em bé một điều gì đó nào. Chào con yêu, chúng ta cùng bắt đầu tập luyện thể dục nha. Rồi tiếp tục, mẹ lại hít sâu, vươn dài cằm lên trần. Thở ra và cúi đầu xuống. Hít sâu, mẹ vươn lên nào. Thở ra, mẹ cúi đầu xuống. Hãy nhớ rằng mẹ hãy kéo dài hơi thở của mẹ. Càng dài càng tốt. Hít sâu, mẹ vươn cao cằm của mình lên. Thở ra, từ từ mẹ hạ xuống. Xoay tròn đầu, hít sâu, mẹ đưa đầu sang trái, ra sau, sang phải, thở ra về trước. Hít sâu, sang trái, ra sau, sang phải, thở ra. Hít sâu, sang trái, ra sau, sang phải và thở. Đổi chiều, mẹ xoay ngược lại. Hít sâu, sang phải, ra sau, sang trái, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Rồi mẹ nâng đầu lên. Tiếp tục, đặt hai tay lên vai của mình và hít sâu. Mẹ xoay khuỷu tay về phía trước, sang ngang và thở ra, mẹ hạ xuống. Hít sâu về trước, sang ngang, thở ra. Hít sâu, thở ra. Đổi chiều và xoay ngược lại nào. Hít sâu, hai tay sang ngang, về trước. Thở. Hít sâu, thở ra. Một lần nữa. Hít sâu và thở ra. Hạ tay xuống. Mẹ chạm hai bàn chân vào nhau và tách rộng gối ra một chút xíu nào. Lắc lư cả hai đầu gối của mình theo tư thế cánh bướm. Tư thế này vô cùng dễ tập và lại có rất nhiều lợi ích dành cho mẹ bầu, nên tuyệt đối không được bỏ qua nha. Mẹ hãy lắc lư gối như thế này. Nó vừa giúp cho phần cột sống của mẹ được thư giãn này, phần khung chậu cũng dễ chịu hơn và nó cũng làm linh hoạt hơn khung chậu của mẹ. Từ đấy sẽ giúp hỗ trợ cho mẹ trong quá trình sinh em bé sau này đấy. Lắc lư gối. Rồi mẹ đặt hai tay lên đầu gối của mình.
Một số mẹ thì đầu gối đang bị nâng cao như thế này là do khớp háng của mẹ vẫn còn cứng rất nhiều. Thì khi mẹ đặt hai tay lên đầu gối thì mẹ sẽ nghiêng người sang bên trái cho Ngọc Anh như thế này. Mẹ có thể hạ một khuỷu tay lên gối, mẹ nghiêng sang và cách thực hiện như sau. Hít sâu, mẹ chùm gối lại và thở ra thì mẹ đẩy, dùng tay của mình đẩy gần cái gối của mình ra xa để thẳng được tay như thế này. Hít sâu, mẹ lại thả lỏng cho gối chùm lại. Và thở ra thì mẹ đẩy căng. Với một số mẹ khớp háng mềm hơn thì mẹ làm cả hai tay cùng lúc cho Ngọc Anh nha. Đây là hít này. Và thở ra thì mẹ nhấn thẳng cả hai tay này. Rồi hít vào này. Thở ra mẹ nhấn thẳng cả hai tay. Ok, hãy làm theo nhịp hô của Ngọc Anh nha. Tiếp tục hít sâu. Và thở ra. Hít sâu. Thở ra. Với những mẹ đang làm với một chân thì chúng ta đã làm được 4 lần rồi nha. Hít sâu và thở. Những mẹ đang làm một chân thì chúng ta đổi bên cho Ngọc Anh đi nào. Hít sâu và thở ra. Hít. Thở. Hít. Thở. Hai lần nữa. Hít sâu, thở, hít sâu và thở. Rồi hai tay chúng ta nắm vào bàn chân và ưỡn ngực lên. Hít sâu, mẹ thẳng lưng và thở ra, từ từ mẹ gập người xuống. Tùy theo khả năng và độ dẻo của mình, mẹ hãy gập người. Nhớ là khi gập người thì phần lưng của mẹ phải luôn luôn duỗi thẳng như thế này nha. Kiểm soát cho cái lưng của mình luôn thẳng. Gập người nào. Rồi mình giữ 5 4 3 2 1. Nâng người lên. Mẹ chống cả hai tay về phía trước và bước lùi hai chân về phía sau. Tư thế bò mèo, cánh tay và bắp đùi của mẹ vuông góc với thảm, đầu gối tách rộng bằng hông, cánh tay, hai bàn tay tách rộng bằng vai. Thực hiện hít sâu, mẹ thả lỏng cột sống ra và vươn dài cằm cổ của mình lên nào. Thở ra mẹ cúi đầu xuống và cuộn tròn lưng, nhìn xuống rốn. Hít sâu, mẹ thả lỏng lưng và vươn dài cằm cổ của mình. Thở ra mẹ cúi cuộn gù lưng lại và nhìn xuống rốn. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở. Một lần nữa. Hít sâu. Và thở ra. Mẹ ngồi lùi lại phía sau và mông của mình ngồi lên gót chân. Tách rộng hai đầu gối sang hai bên theo tư thế ngồi kim cương. Hai tay chúng ta đặt lên đầu gối của mình. Thả lỏng cuộc sống ở đây nhá. Tiếp tục hít vào, mẹ kéo căng lồng ngực của mình. Vươn cằm nhìn chếch lên trần. Và thở ra mẹ cuộn người lại nhìn xuống rốn. Mẹ hơi cuộn cong lưng như thế này nha. Hít sâu, mẹ lại đẩy căng lồng ngực của mình lên đi nào. Thở ra, mẹ cuộn người lại nhìn xuống rốn. Hít sâu, tiếp tục đẩy căng lồng ngực của mình. Thở ra. Hít sâu thêm một lần nữa. Thở ra. Hít vào, mẹ nâng tay sang ngang. Thở ra chạm tay trái xuống thảm và tay phải mẹ vươn căng kéo giãn phần lườn phải. Rồi hít sâu, mẹ nâng người lên hai tay sang ngang. Thở ra chạm tay phải xuống thảm và nghiêng người sang bên trái. Kéo giãn phần lườn trái, nhớ là mông của mẹ đang tì vào gót chân nha. Cả hai mông tì đều vào gót hạt chân. Hít sâu, mẹ nâng lên. Thở ra, đổi bên nghiêng người sang bên trái. Hít sâu.
và thở ra sang phải. Hít sâu, mẹ lưng nền một lần nữa. Thở ra sang trái. Hít sâu lên. Nốt phần bên này nè. Thở ra sang phải. Rồi hít vào, mẹ nâng người lên và thở hạ tay xuống. Mẹ đưa hai chân của mình về phía trước. Lắc lắc nhẹ nhàng cả hai chân của mình. Lắc từ ngoài vào trong. Rồi nâng gối lên, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống. Chuyển tiếp, mẹ hãy ngồi thẳng, điều chỉnh mông của mình. Ngửa lòng bàn chân lên và thực hiện. Tách rộng chân ra sát mép thảm hai bên. Hít vào, mẹ vươn cả hai tay lên tư thế cây kẹp. Mẹ thực hiện giống như là một con búp bê nha. Thở ra, mẹ đặt hai tay lên ống đồng. Giữ cho Ngọc Anh sao cho lưng mẹ thẳng và chân mẹ thẳng như thế này. Nhớ là phải lưng thẳng, chân thẳng nha. Giống hệt mà con búp bê. Ngồi thẳng lưng và thẳng chân như thế này. Ngửa lòng bàn chân lên. Và nếu có thể thì mẹ hãy hít sâu và thở ra, lần xa tay xuống dưới thêm một chút nữa. Tùy theo khả năng và độ dẻo của mẹ, mẹ cứ lân dần tay xuống dưới, sâu hơn, tùy theo khả năng và độ dẻo nhé. Tiếp tục đi nào. Làm tốt hơn, mẹ đưa dần tay đến cổ chân hoặc các đầu ngón chân. Nhớ là lưng của mẹ luôn thẳng và chúng ta tiếp tục giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ mẹ nâng tay lên, nâng thân. Mẹ co chân lại và nằm ngửa. Lưng của mẹ chạm xuống sàn. Tư thế cây cầu, mẹ co hai bàn chân lại và giữ cho hai bàn chân song song mở rộng bằng hông. Xuôi tay xuống sao cho ngón tay của mẹ tiến gần về phía gót chân. Thực hiện. Hít sâu, mẹ nâng hông của mình lên. Siết cơ đùi và cơ mông lại, mẹ kiểm soát cơ đùi và cơ mông của mình nhé. Mẹ hơi ghì cho hai gối gần nhau và mẹ nâng cao hông lên nữa đi nào. Cố lên mẹ ơi, giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ mẹ hạ mông xuống. Tiếp tục mẹ nâng cả hai gối lên và tách rộng đầu gối ra. Hai tay mình nắm vào đầu gối hai bên và lắc lư hông sang hai bên. Động tác này giúp mẹ massage cuộc sống rất là dễ chịu đó nha. Tiếp tục lắc lư người sang hai bên đi nào. Lắc lư người sang hai bên. Rồi mẹ buông tay ra và lật nghiêng người sang bên thuận. Ở đây Ngọc Anh khuyến khích là mẹ nên nghiêng người sang bên trái nhé. Chống tay vào đầu và nằm theo tư thế Phật nằm. Co gối lại. Đây là tư thế nằm dễ chịu nhất cho bà bầu. Và nó cũng giúp cho em bé của mình cảm thấy thoải mái nhất. Nằm nghiêng sang bên trái là một tư thế được khuyến khích trong quá trình mang thai. Đặc biệt là khi em bé của mình càng lớn lên thì mẹ càng nên nằm nghiêng người sang bên trái, thay vì là nằm ngửa hoặc nằm sang phải nhé. Mẹ hãy đặt một tay lên bụng của mình, vỗ nhẹ nhẹ và hãy trò chuyện với bé yêu của mình đi nào. Hello baby của mẹ. Hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong bài tập yoga rồi đấy. Cho dù đây là lần đầu tiên hay đây là những lần đầu mà mẹ đã tập yoga thì mẹ sẽ đều mong muốn, hy vọng rằng là bài tập này sẽ mang lại cho con nhiều những cảm xúc dễ chịu, thoải mái nha. Giống như là bây giờ, cái cảm xúc mà bây giờ mẹ đang có này, cơ thể mẹ đang rất là dễ chịu và thoải mái. Hy vọng rằng bé yêu của mẹ cũng cảm thấy điều đó. Rồi mẹ chống tay và nâng người ngồi lên.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay rồi đấy. Với một bài tập vô cùng đơn giản, một loạt những động tác tư thế cơ bản nhẹ nhàng và hầu hết tất cả các mẹ bầu đều có thể tập được. Nên là nếu như đây là lần đầu tiên các mẹ tập yoga, hay đây là một trong số những cái lần mà các mẹ mới đang tập luyện yoga, thì mẹ hãy tiếp tục duy trì thói quen tập luyện này mỗi ngày nhé, để giúp cho tinh thần của mẹ tốt hơn, giúp cho thể chất của mẹ cũng tăng lên và cũng tạo ra một sự gắn kết giữa mẹ và bé yêu tốt hơn mỗi ngày nha. Và đừng quên là ngoài những bài tập này thì Ngọc Anh còn có rất nhiều những chuỗi bài tập phù hợp với các mẹ bầu theo từng giai đoạn thai kỳ. Mẹ có thể nhìn lên trên màn hình và lựa chọn bài tập nào phù hợp với tuần thai mà mẹ đang có để mẹ nhấn vào đó và hãy tập theo những chuỗi bài này nha. Nhớ rằng việc tập luyện thì sẽ không thể giúp cho mẹ khỏe mạnh ngay trong lần tập đầu tiên được, mà bắt buộc là mẹ phải có một thói quen duy trì đều đặn hàng ngày để giúp cho cơ thể của mẹ khỏe hơn. Nên là ngày mai thì hãy nhớ rằng tập tiếp những bài tập tiếp theo trên kênh Kona Yoga nhé. Còn bây giờ thì xin chào.